Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 4 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Bắt đầu với tiền tuyến Nam Donetsk. Câu đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là có vẻ như phòng tuyến của quân đội Ukraine ở mặt trận này đã sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ là mỗi Vuleda, Vodiana, mỏ than mà còn là Brest-Idivka, khi mà trong ngày hôm nay ta cũng có khá nhiều tin tức ở khu định cư này. Trước khi thảo luận chi tiết về từng tin tức thì mình muốn bạn nhớ rằng từ tháng 7 đến giờ, quân đội Nga đã và đang dội hỏa lực rất nhiều vào Brest-Idivka với tất cả những loại hình vũ khí mà họ có, từ bom, tên lửa, pháo binh cho đến máy bay không người lái. Bên cạnh khu định cư thì còn một khu vực khác cũng bị dội hỏa lực rất nặng, là một khu định cư nằm ngay phía bắc Novomaiorsk. Điều này có nghĩa là quân đội Ukraine đã đoán được rằng quân đội Nga sẽ tấn công từ hướng này nhắm vào phía Brest-Idivka. Do đó, họ đã đưa nhiều quân đến đây để canh phòng. Tuy nhiên thì quân đội Nga cũng hiểu điều này. Họ đã đánh lừa được quân đội Ukraine và tiến đến hôm nay thì chúng ta nhận được những tin tức đầu tiên cho biết quân Nga đã tấn công vào Brest-Idivka, nhưng tuy nhiên không phải là từ phía Novomaiorsk mà là dọc theo tuyến đường 00532 rồi rẽ trái sang tuyến đường T0509 ở đây và tiếp cận vào khu vực phía đông thành phố. Tin tức đầu tiên mà chúng ta có là sự thay đổi đến từ một mapper. Và như mình vừa nói rồi, quân đội Nga tiến vào khu định cư từ phía đông, rồi tiếp đó là thì một kênh tin Nga khác cũng đã đưa thông báo xác nhận, nhưng tuy nhiên lại không kèm bất kỳ video hay là hình ảnh nào. Chỉ cho đến 4 giờ chiều cùng ngày thì chúng ta mới có được video đầu tiên. Nhưng tuy nhiên với góc quay này thì phải nói thật rằng ta cũng chẳng thì thấy được gì nhiều, thậm chí cũng chẳng thấy một sự hiện diện của quân đội Nga bên trong thị trấn. Chỉ biết rằng người đăng tải video đã nói video lúc quay được là quân Nga đang tiến vào khu vực ở phía đông và đúng là có bốc khói lên từ khu vực này thật. Dù sao đi chăng nữa thì mình nghĩ Brest-Idivka không phải là một khu định cư khó giải quyết đối với quân đội Nga. Thậm chí ngay trước khi mà mình làm bản cập nhật này thì còn có một vài kênh tin cho biết là quân đội Ukraine đã và đang thực hiện công tác rút lui về phía Novokrainka. Nhưng tất nhiên đây có thể chỉ là tin đồn, do đó chúng ta sẽ cần phải chờ thêm những tin tức mới. Đối với Vuleda thì trong ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì mới, vẫn chỉ có bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường mà mình đã đề cập trong bản cập nhật lần trước. Quân đội Nga thì trước khi phát động tấn công trực diện thì đã dội hỏa lực ở khắp mọi nơi một cách ác liệt để làm tiền đề. Vuleda thì mỏ than ở phía đông đông bắc, trận địa ở phía bắc và cụ thể là ở đây, và cả Boho Yavlenka đều đã bị nhắm đến. Nói đến mỏ than thì trong ngày hôm qua chúng ta đã thảo luận về video này rồi, cho thấy lính xung kích của Nga được triển khai và phát động giao tranh bên trong mỏ than, xác nhận tới sự hiện diện của người Nga ở đây, cũng như họ đã thiết lập được một vài quyền kiểm soát nhất định. Nhưng tuy nhiên từ lúc video này được đưa lên đến tận bây giờ thì chúng ta vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một video hay là tin tức nào ở đây để biết xem liệu quân Nga có đã mở rộng phạm vi kiểm soát hay không, hay là họ có giữ được vững vị trí hay không, hoặc là liệu họ có bị quân đội Ukraine đẩy lùi ra khỏi khu vực này hay không. Tiệu chung lại, đối với mình thì mình nghĩ đây không phải là một đợt trinh sát của quân Nga, kiểu như họ thử xem quy mô quân đội Ukraine bên trong mỏ than là như thế nào, mà chính xác theo mình thì đây là một phần của chiến dịch tấn công tổng lực từ người Nga. Do đó, ngay cả khi là đợt tấn công trong video vừa rồi của họ đã bị quân đội Ukraine đẩy lùi, thì chắc chắn trong những ngày tiếp theo, họ vẫn sẽ phát động tấn công tiếp để cạnh tranh mỏ than. Đối với khu công nghiệp nằm ở phía tây Vodiana thì chúng ta có một video. Đây là một khu vực khá kiên cố, cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào khu vực này. Có thể là do họ muốn ngăn không cho các đơn vị Ukraine ở đây di chuyển đến mỏ than cũng như đến Vodiana để viện trợ. Nhắc đến Vodiana, một kênh tin của Nga rất uy tín cho biết dưới kết quả của những đợt giao tranh, quân đội Nga thì đã thành công kiểm soát ít nhất là khu vực ở phía bắc của thị trấn. Đây là khu vực ở phía bắc, và để ý kỹ thì khu định cư này có 3 phần. Phần phía bắc, phần phía nam và khu công nghiệp mà ta vừa nhắc đến ở phía tây. Vậy nếu như tổng hợp được toàn bộ các tin tức mà chúng ta nhận được liên quan đến Vodiana trong một tuần vừa rồi, thì quân đội Nga hiện giờ đã chiếm thêm được một vùng lãnh thổ rất lớn như thế này. Tất nhiên là đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ một video nào được đưa lên để làm bằng chứng cho toàn bộ các tin tức vừa rồi. Nhưng dù sao thì chúng cũng đã khá nhiều kênh uy tín xác nhận. Và tổng kết lại, phòng tuyến của quân đội Ukraine ở đây như đang sụp đổ và họ có khả năng sẽ phải rút lui khỏi Vuleda khi mà chưa có bất kỳ một cuộc giao tranh nào diễn ra ở bên trong khu định cư trước nguy cơ bị quân đội Nga bao vây.
di chuyển đến tiền tuyến Pokrov. Trong ngày hôm qua, chúng ta không nhận được quá nhiều thay đổi so với bản cập nhật lần trước. Đầu tiên, các kênh tin cho biết quân đội Nga thì đã thành công chiếm đóng được toàn bộ Lysivka. Dù chưa có video xác nhận, nhưng ít nhất là có những kênh tin khá uy tín cũng đã xác minh việc này. Sau đó, các nguồn tin tiếp tục cho biết quân đội Nga đã lập tức chuyển hướng đánh luôn vào Ukraine. Nhưng tuy nhiên, quân đội Ukraine đã không phản kháng mà lại rút lui luôn về Hienik. Do đó, khu vực định cư này hiện cũng đã bị quân đội Nga kiểm soát. Tất nhiên là cũng chưa có video xác minh. Nhưng chưa hết, cũng theo như các nguồn tin thì quân đội Nga còn đã chiếm được toàn bộ khu vực ở phía nam Seledov. Và đối với tin tức này thì rất tiếc cũng chẳng có video kiểm chứng. Video duy nhất mà chúng ta có là video này. Mình đã nói qua về nó rồi. Đây là một chiếc BMP của quân đội Nga chở theo lính bộ binh và toàn bộ đều đã xuống xe ẩn nấp ở bên dưới cây cầu. Họ đang bị quân đội Ukraine bắn vào từ rất nhiều hướng. Trong đó có một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine đã thành công đi vòng ra đằng sau. Và quân binh Nga thì lái chiếc BMP này có vẻ như đã nhìn thấy vấn đề. Anh ta hiểu rằng nếu như để chiếc xe tăng nã đạn trúng nhóm quân binh này thì phải đến 99% là toàn bộ sẽ bị xóa sổ. Do đó anh đã cố gắng lái chiếc xe BMP ra chắn trước mặt nhóm lính. Và ngay khoảnh khắc đó thì cũng là lúc chiếc xe tăng của quân đội Ukraine nã đạn vào. Chiếc BMP phát nổ nhưng trong tích tắc đã thành công cứu sống toàn bộ quân binh ở phía sau. Một hành động rất dũng cảm và anh hùng. Nhìn chung phải nhắc lại rằng theo như nhiều kênh tin thì quân đội Nga đã thành công kiểm soát toàn bộ khu vực phía nam Seledov. Vì thế, khả năng cao mục tiêu tiếp theo của họ trong thời gian tới sẽ là đánh xuống phía nam để tìm kiếm cơ hội chiếm đóng hai mỏ than cùng với bãi đổ thải cũng như toàn bộ Ukraine. Hay nói cách khác là một khu vực nữa như thế này. Đây sẽ là một bước tiến rất lớn và điều quan trọng nhất là nó giúp cho người Nga giảm thiểu được khoảng cách của họ đến hồ chứa nước Kurakhov. Nếu như họ thực sự chiếm được thêm vùng lãnh thổ như mình vừa vẽ, thì họ chỉ còn cách hồ chứa nước này khoảng 10 km mà thôi. Việc này sẽ đặt toàn bộ lực lượng Ukraine ở các khu định cư xung quanh Hienik cùng với khu vực cánh đồng rất lớn này vào thế bị bao vây. Và để phá được thế bao vây thì bạn sẽ cần phải phản công. Nhưng chúng ta đều hiểu vào lúc này thì có lẽ quân lực của người Ukraine ở mặt trận này đều đang không đủ để họ chủ động làm bất kỳ điều gì. Chưa hết, trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều các video cho thấy quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái, phá hủy tăng thiết giáp và các phương tiện, các trang thiết bị của quân đội Ukraine. Cho nên nói tóm lại là người Ukraine có thể nói là không có bất kỳ một cơ hội nào để phản kháng do sự chênh lệch quá lớn về mặt lực lượng. Họ sẽ phải tổ chức hoạt động rút lui rất sớm, hoặc cũng có khi sở chỉ huy của Ukraine đã đang muốn mặc kệ để cho những nhóm quân ở khu vực này bị nhét vào bên trong một cái nồi hầm. Do đó, nếu như họ mà ở bên trong nồi hầm, thì rõ ràng quân đội Nga sẽ phải tốn thời gian và tài nguyên để dội hỏa lực và tiêu hao được các nhóm quân này. Điều này sẽ trực tiếp tạo ra cho quân đội Ukraine thêm thời gian và khoảng trống để họ có thể đưa thêm quân chi viện tới và phản kháng lại ở những khu vực khác thuộc tiền tuyến Pokrov. Di chuyển đến Novorodivka vì cuối cùng, chúng ta cũng nhận được thêm video đầu tiên ở khu định cư này. Video được quay lại ở khu vực trung tâm có một phân cảnh cho thấy quân binh Nga đã cầm lá cờ của họ, xác nhận rằng dù chưa phải là toàn bộ thị trấn nhưng ít nhất là giờ đây, người Nga cũng đã kiểm soát toàn bộ khu vực trung tâm khu định cư. Di chuyển đến khu vực thành thị Torez, chúng ta tiếp tục nhận được một vài tin tức liên quan đến các bước tiến của quân đội Nga. Và hiện tại thì người Nga đang muốn né tránh việc phải đối đầu trực diện với quân đội Ukraine ở bên trong nhà tù. Thay vào đó thì họ tìm cách bao vây nhà tù này từ hai hướng là Bắc và Nam. Các tin tức cho biết quân đội Nga hiện đã chiếm được mỏ than ở ngay bên dưới nhà tù, có tên là Nova. Chỉ còn có đúng bãi đổ thải này và vì thế nếu như họ muốn chiếm được luôn cả bãi đổ thải và tiến được một chút nữa sang phía Tây thì nhà tù sẽ chính thức bị bao vây. Di chuyển đến Chashivya, trước hết là ở Klitschikivka, một kênh tin khá đáng tin cho biết rằng quân đội Nga hiện đã chiếm được toàn bộ phần lãnh thổ ở bên phải con kênh kéo dài cho đến Klitschikivka. Nếu đúng như vậy thì đây là một bước tiến lớn cho quân đội Nga vì vùng lãnh thổ này là rất rộng lớn. Chúng ta sẽ chờ xem có video nào xác nhận cho việc này hay không. Bên cạnh đó thì các kênh tin còn bổ sung rằng lý do là vì quân đội Ukraine đã chủ động rút lui khỏi khu vực này về phía bên kia con kênh trước tình hình nguy cấp ở Pokrov. Vậy nên họ cần đưa thêm một vài nhóm quân ở đây đến Pokrov để chi viện. Đối với khu vực ở gần Kalinivka thì chúng ta có một video từ lữ đoàn cơ động hóa số 56 cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào các vị trí của quân đội Nga. Họ ghi chú thêm rằng những căn nhà này đã bị quân Nga chiếm nên do đó không còn nghi ngờ gì nữa, hệ thống bản đồ sẽ cần phải thay đổi. Tất nhiên đây không phải là các thay đổi mà chúng ta muốn,
Thứ chúng ta thực sự muốn là diễn biến ở khu vực trung tâm thành phố, thì đến giờ mọi thứ vẫn đang giữ nguyên và hai phe sử dụng máy bay không người lái để tấn công qua lại lẫn nhau, còn vùng chiếm được của họ thì là vẫn như thế. Di chuyển đến Sivak, trong ngày hôm nay chúng ta không nhận được tin tức gì mới và khả năng cao là sau chiến thắng ở Vyimka thì quân đội Nga sẽ cần có một quãng nghỉ ngắn để tập hợp lại bổ sung lực lượng. Cũng có thể là ra họ đang đợi cho đến khi mà những nhóm quân Ukraine ở Sivak cũng được tái điều phối đến Pokrov để chi viện thì họ mới phát động tấn công. Khả năng cao sẽ là hai mũi tấn công như thế này. Một là từ phía đông nhằm tìm kiếm cơ hội để xuyên thủng Verkhno-Kamysk-Anka, và thứ hai là dọc theo tuyến đường sắt nhắm thẳng vào thành phố. Người Ukraine lúc đó có lẽ sẽ chỉ có thể đẩy lùi được một trong hai, cũng có thể là cả hai, nhưng chắc chắn quân đội Nga sẽ thành công chiếm được thêm rất nhiều vùng lãnh thổ và ngày càng tiến gần trái tim của mặt trận này. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk, trong 24 giờ qua quân đội Nga đã thực hiện hàng loạt đợt dội hỏa lực với quy mô gần như không tưởng nhắm vào khu vực phía bắc tiền tuyến. Chắc hẳn là họ đang chuẩn bị cho điều gì đó, và chúng ta cũng sẽ biết rằng họ chuẩn bị cho điều gì, với khả năng cao là chỉ trong một vài ngày nữa thì sẽ là những đợt tấn công đầu tiên từ phía Sinkivka nhằm tới Petropavlivka, cũng có thể là từ Pichano hướng đến Hlufkivka và Kolisninivka ở gần dòng sông Oskin. Hãy cùng chờ đợi những tin tức mới. Di chuyển đến tiền tuyến Kursk, trong ngày hôm qua chúng ta nhận được khá nhiều video thú vị từ quân đội Nga. Đầu tiên là video này, máy bay trinh sát của họ đã thành công phát hiện ra vị trí của hai hệ thống tên lửa HIMARS, và ngay lập tức tên lửa Iskander được triển khai và cả hai hệ thống HIMARS này đều đã bị xóa sổ. Sau đó có một vài lính vận hành còn sống và đã có một vài xe cứu thương cùng với thiết bị sơ tán di chuyển đến. Nhưng tuy nhiên, tiếc cho họ là họ vẫn bị quân đội Nga theo dấu, và sau phát nổ quả tên lửa Iskander thứ 3, toàn bộ nhóm sơ tán cùng các lính vận hành đều đã thiệt mạng. Video tiếp theo đã được ghi nhận ở khu định cư Novachik, vẫn là máy bay trinh sát của quân đội Nga, phát hiện ra điểm tập hợp của một sư đoàn vận hành tổ hợp tên lửa Buk-M1. Các nguồn tin nói là trong video có tới 4 tổ hợp tên lửa, và dưới kết quả của liên đoàn 2-3 quả tên lửa Iskander, toàn bộ sư đoàn này thì đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đối với các thay đổi trên mặt đất, chúng ta có một video khá quan trọng ở khu vực phía bắc Martinovka, cụ thể là giao lộ này, dẫn đến hai khu định cư rất quan trọng khác là Bolshoye Soldatkoe ở phía bắc và Ruskoe Poreknoe ở phía tây. Quân đội Nga thì đã mai phục và thành công phá hủy một vài chiếc xe cơ giới của quân đội Ukraine, cùng với một vài quân binh đã giành lại quyền kiểm soát đường giao lộ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác hậu cần của quân đội Ukraine trong thời gian tới, còn ảnh hưởng ít hay nhiều thì ta sẽ cần phải đợi. Bên cạnh đó, quân đội Nga trong ngày hôm qua còn đưa lên rất nhiều video cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái tấn công một quân đội Ukraine ở quanh khu vực từ Pokrovsky đến Nechev, chứng tỏ rằng đang có rất nhiều lực lượng Ukraine được tập hợp ở đây. Vậy có khả năng là người Ukraine đã từ bỏ ý định mở một mũi tấn công mới ở khu vực Kluskovo, ý mình là ở khu vực này và khu vực nằm ở mạng sườn phía tây chiến dịch, vì đã vài tuần qua chúng ta không nhận được thêm tin tức gì mới, mà thay vào đó quân đội Ukraine sẽ đưa thêm những nhóm quân ở đây đến khu vực này, khu vực từ Pokrovsky cho đến Nechev, để họ chuẩn bị một mũi tấn công mới với mục tiêu là đục thẳng lên phía bắc nhằm tới các khu định cư như Volokons hay là Durobobobik. Mình không chắc là quân đội Nga có thể đẩy lùi toàn bộ các đợt tấn công này hay không, nhưng dù sao thì họ cũng không cần phải lo vì họ đã có và đang có rất nhiều phòng tuyến dọc theo cung đường giao thông này. Còn đối với quân đội Ukraine, xuyên thủng phòng tuyến này thì chắc chắn là không thể, nhưng đến gần thì tất nhiên là có thể. Di chuyển đến Korenevo, quân đội Nga thì có vẻ như đã thành công giành lại toàn bộ khu định cư này, và quân đội Ukraine trước đó đã cố gắng tập hợp thêm rất nhiều lực lượng để chuẩn bị thực hiện các đợt tấn công tiếp theo. Nhưng chỉ với một quả và tên lửa Iskander thì người Nga đã thành công dập tắt hoàn toàn ý định này của quân đội Ukraine. Người Ukraine đã phải nhận tổn thất tương đối nặng nề và rút lui. Mình nghĩ chúng ta sẽ có thể chấm dứt câu chuyện về Korenevo ở đây, và từ giờ về sau ta sẽ không cần nói về khu định cư này nữa. Vì quân đội Ukraine nếu mà vẫn cứ tấn công theo hướng trực diện như thế này thì mãi mãi họ sẽ không thể tiến sâu hơn được. Đối với Gluskovo thì mình đã nói rồi, không có tình hình mới ngoài việc tiếp tục là các cây cầu phao được quân đội Nga thiết lập dọc theo dòng sông Seim. Thời điểm vàng để mà quân đội Ukraine tấn công đã trôi qua, và giờ họ có làm gì đi chăng nữa thì khả năng hậu cần của quân đội Nga vẫn sẽ được đảm bảo. Cố gắng chiếm khu vực này chỉ mang thêm tổn thất cho họ mà thôi. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.